Rồi thì hôm nay là mấy anh em trở lại thăm anh Tiên Tràng Lùng ha. Thì cũng đi khảo sát cái nhà sau của anh Tiên rồi đó, thì cũng sắp hoàn thành khoảng 80% rồi. Thì hôm nay trở lại gặp anh chủ xây dựng này, thì để thôi em đưa cho anh luôn cái số tiền còn lại. Thì ngay từ đầu thì anh em mình cũng đã bàn tính là cái giá làm cái nhà sau làm hoàn chỉnh luôn đó là 15 triệu. Thì em cũng đã ứng trước cho anh hết 10 triệu rồi ha. Bây giờ em sẽ đưa luôn cho anh thêm phần còn lại nữa. Cầm giùm cái đó, em đưa anh thêm phần lại nữa. À, 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. Đó là đủ cái số của em là cái nhà sau ha. Là 15 triệu đó. Rồi sẵn đây thì anh Tiên đi sẵn gửi lời cảm ơn tới chú Tám Gia đi. Em cảm ơn chú Tám Gia cho em làm nhà sao, chúc chú Tám Gia một buổi sáng vui vẻ, chúc chú Tám Gia làm ăn phát tài, tiền vui, ào ào, trăm tuổi. Quá mừng. Cảm ơn chị chủ vật liệu xây dựng luôn. Em cảm ơn một chị Thi Hải cho em lọt gạch, em chị ban đắt. Cái cửa nữa. Chúc em quá, chúc chị ban đắt mỗi năm. Tiền vui ào ào. Rồi thì bây giờ có sẵn đây có anh chủ phải anh thợ làm nhà sao cho anh luôn. Thì em cũng thông báo cho anh một cái tin mừng là có chị Huệ Trương ở bên Mỹ đó là ủng hộ cho anh là làm cái máy hiên. Sẵn có anh thợ đây thì em kêu anh thợ và mình tiến hành đo đạc rồi mình sẽ tính toán cái số tiền rồi đặng em sẽ gửi tiền cọc cho anh luôn ha. Thì bây giờ đo là như vậy. 4m8, 5m. Không, bề dài ra nhiêu? Bề dài 4m8. Ờ, rồi bề ngang? Bề ngang 5m. 5m ha. Cái quy cách là mình làm sao anh Thầu? Dạ, mình làm từ nối từ nhà trước ra là 4m8. Còn ở đây thì bên đó mưa tạt cho tôn thẳng ra sau luôn. Là chỗ. Rồi ở dưới đây thì mà mình đây mình làm bằng này luôn không? Chắc không bằng đâu, nếu mà bằng sợ thấp chút. Nó tràn vô ha. Bên kia không có. Nước nó tràn vô ha, tức là thấp. Thấp một chút xíu. Như vậy là nếu mà làm như vậy thì khoảng mấy ngày thì mình sẽ hoàn thành anh? Cái này cũng nhanh rồi. Nhưng nội chắc 2 ngày. 2 ngày ha. Không mưa. Dạ 2 ngày đúng. Đúng rồi, 2 ngày nhưng mà mình phải nói không mưa nha. Rồi giờ chừng nào mình tiến hành làm được? Chắc thầy mốt quá. Mốt ha. Giá. Quên nữa trời. Giá cả. Giá cả làm sao? Anh tính toán là rồi. Thì bữa hổm là anh em mình cũng đã nói sơ rồi đó. Đúng rồi. Thì anh tính toán lại giá cả cho rõ ràng ở trên đây. Đặng lãnh xong ở trên luôn là 11 triệu. Bây giờ Mạnh Thường Vương giúp 10 triệu 2 cho em cũng nhận luôn. Thì vừa làm vừa giúp luôn. Tức là Mạnh Thường Vương ủng hộ làm 10 triệu 2 thì bây giờ anh sẽ làm là cái này nhận hết luôn. Là 10 triệu 2, còn cái này là mình có ở dưới có đầm đá không ta? Phải có chứ anh. Đá ha. Dạ, phải có. Tức là ở cái nền này là có đá. Vậy là nếu mà anh lãnh là 10 triệu 2 là hoàn thành luôn ha. Cột là mình làm cũng bằng tiếp kẽm luôn hay sao? Dạ đúng rồi, kẽm luôn. Tiếp kẽm luôn ha. Vậy là ngày mốt là sẽ khởi công. Dạ, ok, ngày mốt tụi em sẽ trở lại. Dạ. Rồi bây giờ thì chị mình chốt cái giá là 10 triệu 2 ha. Thì em sẽ gửi cho anh là 5 triệu là tiền cọc ha. Lần nào hoàn thành thì em sẽ gửi anh thêm là 5.200.000 nữa. Dạ, dạ. Ha. Rồi đây là 5 triệu nè ha. Đó, rồi anh nếm lại giùm em đi. Này. 3 4 5 rồi. Anh nhận 5 triệu ha. Rồi anh Tiên có lời nào để cảm ơn chị Huệ Trương ở bên Mỹ không? Em cảm ơn chị là một kêu buổi sáng, chúc chị ăn buổi sáng vui vẻ, chúc chị làm ăn phát tài, vui ào ào, 100 tuổi, gia đình hạnh phúc, con đầy đủ. Sao quá trời mừng luôn à. Tiền vàng vô cả ký. Vui quá. Vui quá quên nè. Chuyến này là nhà anh Tiên là vừa có nhà sau nè, vừa có máy hiên trước, là chuyến này là không phải sợ là giọt nữa rồi. Nữa ra đây ngồi ăn cơm là thoải mái rồi đó. Hết sợ ra đây lấy nồi dẻ lao nữa. Rồi anh Tiên mượn cái thước đo lại nha, để anh đo có dư thiếu vô nha. Phải đo lại chứ trời. Mượn cái thước rồi đo. Hoàn thành cái nhà này là cũng vừa đúng là ăn Tết đơn ta luôn đó. Vừa hôm ta vừa ăn Tết đơn ta không? Vừa luôn ha. Còn 5 ngày nữa tới anh. Dư kịp. Dư. Nó dư rồi.
Như phù luôn rồi. Lúc đó chuyến này là mời tụi em đến là ngồi phía trước rồi ăn thoải mái rồi. Không có mời khán giả rồi đến nhà chung vui không? Có. Rồi mời luôn đi. Mời khán giả, mời Hoàng Quân, mời chú tập chú cậu Tô. Cái nhà ăn Tết. Mời nhiều có sức kho hay không cái quan trọng nha. Rồi tính bữa đó đãi gì ăn? Đãi gì? Mời ơi, mời mà không biết sao không rủ anh Thầu luôn. Mời tao thở đó. Mời rồi luôn ư. Mời mà chưa biết giờ mời đãi gì nữa. Bữa đó mình mua con bò đi. Đãi cả bếp luôn. Bê thui không? Bê thui đi. Bê thui. Bê thui đi, mua con bê luôn. Chịu chi đi mà tụi em giúp quá trời rồi chơi luôn. Chịu chi. Mình để trước mình quay nè. Chịu chi không? Người ta lại ăn tân gia thầy ông sao mà nín thinh trời. Thầy nhắc tới tiền cái là ăn cười không ạ. Thì để cho con thế. Thôi bây giờ nói ngược lại đi. Ba nuôi chịu, ba nuôi chi đi. Không, giờ ăn Tết xong đi rồi làm lễ nhận ba nuôi luôn. Xong rồi gửi tấm hình ba nuôi dán lên cái nhà luôn. Vậy là anh tiên ba điều ước là thực hiện được điều đúng không? Còn gì nữa? Còn hai điều ước đó là gì? Có ước toilet là có toilet rồi. Đúng rồi chứ. Có còn ba điều ước, còn cái điều ước khác nữa. Ba điều ước sao? Có. Ba điều ước sau nữa là còn bây giờ còn hai. Hai nữa mà điều ước đó là có cái tủ lạnh với cái xe đạp điện. Không hết đâu. Cho ba điều ước hết hai điều, còn điều ước chị cho tôi thêm ba điều ước nữa. Tại vì ổng ước một điều ước là ước ba lần. Còn cái để ước lại nữa. Có một điều ước của anh Tiên là ra 10 rồi. Rồi thôi cảm ơn anh Thầu nha, anh có làm gì làm đi để tụi em ở đây ha, để ngồi đây có rảnh gì không? Dạ. Rảnh thì ở đây trò chuyện với tụi em. Làm đi ha, rồi cho em xin lại cái này. Rồi nha. Em thấy thợ anh Thầu này đi con này mới về á. Đó không? Hả? Thôi về đo lại đi, đo lại. Đo lại cho chắc ăn đi. Rồi nha. Rồi phải kiểm tra, nghe kiểm tra coi. Rồi kiểm tra coi cho anh Thầu đo lại coi. Rồi cho cả nhà xem nha. Rồi đo. Ra Vĩnh anh Tiến, ra Vĩnh. Ra Vĩnh đâu vậy? Đây, ra Vĩnh rồi đó. Đưa coi cho gắn cái này cái coi. Rồi ra Vĩnh tiếp ảnh kìa. Thấy không? Rồi anh nói đúng không? Kiểm tra. Rồi kiểm tra rồi, đây. Đúng không vậy? Đúng không? Trời ơi. Thôi không được rồi. Vĩnh không xong nữa. Gùng. Đâu. Rồi, tới cây mai phải không? Nhiêu? 58 phải không? Không, 4m rưỡi nè. 4m rưỡi mà ra ngoài đó. Rồi. 48. Chắc mới che tới tường luôn. Rồi chuyến này mấy cây mai làm sao? Cây mai chừng nào bứng. Mấy mai chừng nào bứng? Nặng luôn hả? Anh xin rồi cho nha. Rồi bắt đầu anh đo bên đây nè. Rồi kia Vĩnh kia. Cầm. Cầm thước không được. Thôi thua. Đợi đi bắt chuột. Bích cái này đứng cho không tạc nữa. Rồi tới đây luôn ha. Bích luôn à. Bích luôn. Cái đâu nhiêu mét anh? 5m. 5m ha. Rồi. Chỗ đường đi á. Rồi cảm ơn anh Thầu nha. Ủa là mình làm thẳng đây sao luôn hả? Không làm. Khúc thôi bích cho nè. Tấm to là dư rồi. Quá mừng anh Tiên ơi. Quá vui mừng rồi. Quá đã rồi. Tính chị đám cưới luôn đi chứ. Xong là dám chừng là cái chỗ này đãi chắc cũng khoảng 10 bàn á. 10 mâm không? 10 mâm đó. Đó bây giờ ước mơ cũng đã sắp thành hiện thực hết trơn rồi. Thì giờ còn tới ước mơ của vợ kìa. Nãy rồi anh em cũng có hỏi ý kiến của chị Quyền rồi. Là chị Quyền có mong muốn là sẽ được một cái bữa tiệc ăn bữa tiệc như là ra mắt rồi đó. Là cha mẹ rồi anh chị rồi hai đứa con ăn một bữa để mà công khai là hai người đã chính thức đám cưới. Đám cưới gì nữa? Ba đứa rồi. Thứ hai nữa là chị Quyền hấp hôn. Thứ hai nữa là chị Quyền có mong muốn là sẽ được mặc một bộ đồ cưới. Thì ý anh Tiên làm sao? Không dám hả? Sao không dám? Giờ anh khó khăn gì anh cứ nói đi. Có con mặt tặng cười. Ai cười anh? Thấy mà cười. Bây giờ người ta làm gì cười? Anh nghĩ người ta không đủ cười với anh hả? Giờ ai mà cũng cười anh, gà ai cũng biết anh hết trơn rồi. Ta coi anh là ta cười, người ta mới coi đó. Chứ phải coi anh là gì đâu. Ta cười anh mà giờ anh bây giờ cái nhà người ta cười anh là cười hạnh phúc. Bự nhất sớm rồi còn gì nữa. Người ta cười anh là cười hạnh phúc chứ không phải như ngày xưa mà cười để mà khi dễ anh nữa. Cười vui á. Bây giờ anh đã được nói chung là hạnh phúc gì rồi, ta cười niềm vui. Mà đó giờ anh cũng không có lo được cái gì cho vợ hạnh phúc, thì bây giờ có một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ không lẽ anh không đáp ứng được đúng không?
Thì bây giờ đồ cưới thì ở đây anh em người ta hỗ trợ. Sẽ tốn tiền nè, anh em tốn tiền. Thì anh là chỉ có ông chỉ cần lại đó mặc đồ vô chụp tấm hình rồi xong đi về thôi, có gì đâu. Chụp ở đâu thì còn lâu mới nói. Còn lâu mới nói. Được không? Chụp hình rồi sau đó mình kéo qua bên nhà bà vợ đó ăn bữa ăn. Tại anh tự làm khó, anh nói làm trăm mâm thôi chứ đâu có ai nói làm trăm mâm đâu. Đó là một mâm mà ông đòi làm trăm mâm. Bây giờ ta làm có một mâm thôi. Mâm một là cho là ok nha. Rồi đi chụp hình cưới. Cái này là chốt rồi nha. Không có thay đổi ý định nữa nha. Không có thay đổi. Vợ anh nói chung là vợ lo cho vợ đi, vợ. Chủ yếu là tụi em giúp anh là giúp cho cái hai chồng có được cái anh cưới chồng đó. Cho em nói thêm cái nữa, người phụ nữ người ta muốn mặc một bộ đồ cưới duy nhất một lần mà anh không cho mặc. Anh không chịu phải không? Vì anh nói anh thương gì? Ông muốn kiếm bà mới nữa nè. Nghi lắm à. Mới phải không? Trời ơi, nói chung ấy giờ chốt lại nè, giờ được hay không? Được ha. Nó để không thống nhất hai vợ chồng. Là chốt rồi đó nha. Thì hôm nay sẵn dịp đây luôn thì ở những cái chỗ cho thuê đồ cưới nào đó ở khu vực lân cận ở thị trấn Trần Đề, có muốn hỗ trợ cho hai vợ chồng mặc áo cưới để chụp hình thì cứ liên hệ với mấy anh em Trần Đề với Long Phú. Mấy anh em sẽ đến rồi sẽ PR luôn, nói thẳng luôn là PR miễn phí cho cái studio đó luôn. Xuống dưới là quay cho 80 clip luôn á. Xuống quay 80 clip đó. Nếu mà cái studio nào mà hỗ trợ được thì cứ liên hệ với tất cả mấy anh em đây coi được clip này. Ở Long Phú với Trần Đề nha. Long Phú Trần Đề. Tỉnh Sóc Trăng. Rồi anh Tiên chia sẻ luôn đi anh Tiên. Quyết định rồi đó. Tôi sẽ làm đám cưới. Giờ là ra mắt rồi, tôi sẽ mặc áo chú rể và cho vợ tôi mặc áo cô dâu. Rồi tuyên bố luôn. Tuyên bố đi. Bây giờ tôi làm chú rể, vợ là chú gấu. Ở bên vợ. Vợ làm cô dâu chứ không phải là làm chú gấu. Nè nói lại. Vợ là chú cô dâu. Chú dâu. Đúng rồi, chứ đừng có nói chú gấu nha. Tôi là chú rể. Tôi là chú rể nên là Thạch Tiên. Rồi. Sinh năm 1984. Rồi. Năm nay là 40 tuổi. Dạ, tôi đã quyết định rồi. Quyết định ngày tới qua Delta đi. Qua Delta. Xong tôi tới đó ngày đi anh em thông báo sao? Thông báo sao? Delta là mẹ ruột về luôn nha. Rồi thêm một bà chữ bà con cô bác. Ngày này là tận thân tận đó gặp mẹ ruột. Thân tình nữa ha. Đó. Cái cuối nữa là anh phải nói tôi xin hứa, tôi xin hứa. Bây giờ nhà chị bên nhà tường ta lại tới Tết ta. Linh đình luôn ha. Luôn. Cái gì vậy? Hứa chưa? Rồi chị theo chọn giải đi. Rồi anh Tiên anh hứa nha mọi người. Rồi tôi lụm đâu anh Tiên nha. Rồi. Chuyên quá chạy xe nghe thấy gòn quá trời. Rồi sao anh Tiên? Cái này là cái gì đây? Nè. Này á. Này là gì biết không? Cái đó là gì vậy? Giọng nói. Hả? Giọng nói. Giọng nói ha. Giọng nói của anh vô đây rồi đó. Giọng nói vô đây rồi. Rồi sáng rồi vợ đâu rồi? Hồi nãy vợ đi chợ mua đồ ăn. Chưa biết. Vợ đi mua đồ ăn trong chợ đây nè, gần đây nè. Đi tập đó không đi. Ngày sáng ngày nào anh cũng phải ở trước đưa con vậy hả? Còn mấy ngày nay không có đi mua sinh ha. Có làm nhà nên là không có đi mưu sinh được. Rồi định chuyến này chắc định thôi ở nhà luôn, đi qua Tết Delta người ta hết đi mưu sinh nữa. Lấy ở nhà lấy sức đi. Có sức cần chơi Tết. Delta năm nay là ăn cho lớn đi. Lớn không? Lớn cỡ nào? Con hay quay không? Lớn hết sớm luôn không? Không. Nhà mình bữa nay quá trời tin vui mà lên chơi lớn hết sớm luôn. Đây nó mời mấy anh em ở lại đó, chơi được không? Chơi nhà. Cái này nhà anh ở đây nhà anh Tiên mà có cái mái hiên là ngon lành luôn đó, ngon hơn nhà bên đây nữa rồi. Nhà bên đây không bằng rồi. Quá sướng rồi. Được mấy cái mấy nhà có mái hiên đâu? Phải không? Nhà anh Tiên là quyết rồi. Con ngoan quá ha. Út ngủ ngoan quá. Vui quá vui à. Vui ha. Bữa nay món gì biết chưa? Phải giờ đi mua đồ ăn. Để chở.
đi hàng nửa cây để tới chợ đây. Chợ Bãi Giá. Thì hôm nay thì Quang đến đây cũng đã kêu thợ rồi, thì chốt giá là 10.200.000 nha. Đó, thì để làm cái máy hiên này nè quý cô chú anh chị, thì cũng có một cái chị Huệ Trương ở bên Mỹ đó, đã ủng hộ để mà làm cái máy hiên này cho anh Tiên Chằn Lụn nha. Nó để cho là tại vì mưa quý cô chú anh chị, nước nó tạt vô nhà hết trơn luôn nè. Thì cũng có nhiều quý cô chú anh chị bình luận nói là cho 1 ký rưỡi 2 ký gì đó nước sơn để sơn cái cửa cho đẹp. Thật sự mấy anh em quay thôi, mấy anh em đâu có tiền đâu mà để cho anh Tiên. Thì nếu mà anh Tiên không sức thì thôi, chứ giờ biết sao giờ. Bình quý cô chú chị cứ bình luận vô là tại sao làm nhà mà không sơn cửa, không này không nọ. Thì cái đó là tùy duyên thôi, chứ thật sự mấy anh em làm gì có tiền đâu mà mua giúp anh Tiên nữa. Mấy anh em là chỉ là một cái nhịp cầu nối thôi, để giúp đỡ cho anh Tiên thôi. Còn ví dụ như ai mà thích cái cửa đẹp á thì có duyên với anh Tiên thì cứ giúp ha. Chứ còn mấy anh em thì thật sự cũng không có đủ cái chi phí. Mấy anh em là cái người là người quay phim là nhịp cầu nối thôi. Thấy không? Tuy cửa nó không cửa người. Thấy chưa quý cô chú anh chị? Ai muốn yêu cầu cửa đẹp quá thì hãy mua nước sơn gửi ở đây ha anh Tiên. Bây giờ thế là cửa sao bà chủ cho nè. Đó cái cửa đến cái cửa sau đó mà bà chủ mà vật liệu xây dựng Thí Hải cũng phải là gọi là cho nữa đó. Gạch lót người ta cũng cho nữa đó. Còn cái gì đâu. Rồi thôi Quang cũng xin kết thúc video tại đây. Chào quý cô chú anh chị, Quang sẽ đăng những clip tiếp theo cho quý cô chú anh chị và gia đình của anh Tiên Chằn Lụn nha. Chúc tất cả quý cô chú anh chị trên kênh Quang Phạm Cần Thơ thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài á.